anh chị em đã chuẩn bị đón con sóng tăng của Bitcoin trong tháng 12 chưa? Hey, xin chào anh chị và các bạn. Lại là Huy đây. Hôm nay là ngày 27 tháng 11 và trong video này mình sẽ tiếp tục cập nhật về tình hình thị trường crypto dưới góc nhìn của một người phân tích kỹ thuật ha. Và video này sẽ có chủ đề là sóng tăng thần tốc trong tháng 12 của Bitcoin đang sắp bắt đầu ha các bạn. Ok, và trước khi đi vào nội dung chính thì chúng ta sẽ xem qua tình hình tổng quan của thị trường. Thì các bạn thấy rằng là 24 giờ gần đây thì vốn hóa thị trường chỉ giảm nhẹ 2,5% thôi ha. Và nó đang hồi phục trở lại rồi. Thì vốn hóa vẫn đang ở cái mức đó là 2.600 tỷ đô. Và Bitcoin trong 24 giờ gần đây thì nó chỉ giảm là 0,8% thôi các bạn và anh chị. Ok, thì trong những cái thời điểm mà thị trường nó bắt đầu nó hồi phục á, thì những cái đồng coin mà mình thấy rằng là những cái đồng coin đang theo trend đó là theo Web3 thì nó cũng đang pump rất là mạnh ha. Và có những anh chị đang FOMO thì điều này cũng không quá tốt ha anh chị. Bởi vì là hiện tại nếu như mà chúng ta thấy rằng là những cái đồng coin mà nó đã bắt đầu nó pump mạnh rồi, x2, x3 rồi, thì những cái thời điểm đó là thị trường đã bắt đầu là nó cái trend nó đã bắt đầu nóng lên và chúng ta nên tìm những cái đồng coin khác trong cái category đó, tức là những cái đồng coin mà nó cũng là Web3 nhưng mà nó chưa có pump, thì lúc đó chúng ta mới có thể là đầu cơ vào nó ha. Còn hiện tại thì chưa, mình thấy rằng những cái đồng coin mà nó pump mạnh x2, x3 trong hôm nay thì nó đã qua con sóng tăng rồi. Video này được đồng hành cùng Coin98 Wallet. Đây là ví Multichain dùng để lưu trữ tiền mã hóa được đánh giá tốt nhất hiện nay. Hỗ trợ lưu trữ coin và token lên đến 30 chain khác nhau. Trên ví Coin98, các bạn có thể swap mua bán token nhanh chóng, tiện lợi và còn nhận được điểm thưởng ở mỗi lệnh swap đó. Điểm thưởng sẽ dùng để nhận những phần quà đến từ Coin98. Các bạn có thể tìm hiểu, tải về Coin98 Wallet trên App Store hoặc Google Play và nhập mã giới thiệu ở dưới phần mô tả video để ủng hộ kênh nhé. Ok, và anh chị và các bạn cũng đã thấy rằng là cái sự bán tháo trên toàn mặt trận của Bitcoin và Altcoin trong hôm qua, đúng không? Nhưng mà về phía của cá nhân mình á, thì mình quan sát thì đợt bán tháo này nó có cái lực khá là yếu. Và về góc độ kỹ thuật thì mình đang thấy là như vậy. Và trong video này thì mình sẽ phân tích về cái sự yếu dần của phe bán ha. Và như thông tin mà mình đã có phân tích trong các cái video hôm qua, thì phần lớn lực bán hiện tại là đang đến từ các cái nhà đầu cơ ngắn hạn. Theo tin tức là Covid biến chủng mới được phát hiện và các cái hợp đồng long short trên thị trường phái sinh ha các bạn. Và những hợp đồng long short hôm qua nó bị thanh lý, tức là nó sẽ cháy khá là nhiều, cho nên là nó sẽ kích hoạt lên một cái đợt bán tháo. Đối với những cái vị thế long ha, những vị thế long nó mà cháy thì nó mà bị thanh lý á, nó sẽ mở ngược lại một cái vị thế bán, và khi đó thì Bitcoin nó sẽ chịu một cái lực bán từ những cái hợp đồng tương lai long short đó ha, kèm với lại một cái đợt bán tháo từ các cái nhà đầu cơ ngắn hạn, bởi vì là họ sợ hãi cho nên là họ bán theo thị trường, cho nên là cái đợt bán tháo vừa rồi nó đã xảy ra ha. Và trên website của Margin ATM và những cái bài tin tức thì mọi người cũng đã thấy rằng là cập nhật rất là nhiều và nhanh, cho nên là mọi người có thể vào đây và đọc thêm ha. Ok, ở cái mục tin tức ha anh em. Ok, và mọi người thấy rằng trong hôm qua thì tổng thống của quốc gia El Salvador cũng đã bắt đáy 100 Bitcoin ha các bạn. Đây là cái bài tweet của tổng thống El Salvador này. Anh ấy nói rằng là quốc gia El Salvador cũng đã bắt đầu là mua bắt đáy ha, bắt đáy và 100 Bitcoin đã được mua trong cái dịp được gọi là Black Friday của thị trường crypto. Vì vậy cho nên anh chị có thể thấy rằng những cái đợt mà thị trường nó bắt đầu nó giảm mạnh thì các cái nhà đầu tư dài hạn như là những người mà có cái tầm nhìn dài hạn và các cái voi, họ sẽ nỗ lực họ mua vào. Và đó là những cái tư duy của các cái nhà đầu tư ha. Họ chỉ mua khi thì thị trường nó giảm, bởi vì là lúc đó thị trường nó đang xảy ra một cái đợt bán tháo mạnh và tâm lý thị trường lúc đó thì hầu hết là sợ hãi. Và các bạn thấy rằng là những lúc đó thì chúng ta mua vào thì nó sẽ có được một cái điểm mua vào nó rất là tốt ha. Cho nên là những cái thời điểm đó thì các cái nhà đầu tư dài hạn họ sẽ hành động. Và các bạn thấy rằng là hiện tại thì các quốc gia, các cái tổng thống quốc gia El Salvador này cũng đã bắt đầu là mua thêm 100 Bitcoin. Và các cái ví cá voi thì họ cũng đã bắt đầu là mua thêm ha, tích lũy thêm. Đây, cái ví thứ ba, lớn thứ ba trên thị trường, các bạn thấy rằng là trong hôm nay thì các bạn thấy rằng đã mua thêm là 991 Bitcoin nè. Hôm kia là mua 105 Bitcoin.
Và hôm kia nữa thì nó đã mua là 616 Bitcoin ha, liên tục mua vào trong những cái đợt mà thị trường nó điều chỉnh, là đó là những cái hành động và tư duy của các cái nhà đầu tư dài hạn. Cho nên chúng ta vẫn follow theo những cái dấu chân của cá voi ở trên thị trường ha các bạn. Ok, và hiện tại thì mình đang thấy rằng á là Bitcoin nó đang đứng trước một cái con sóng tăng trong tháng 12, và thời điểm đó thì chúng ta thấy rằng là Bitcoin nó sẽ tăng rất là mạnh và nhanh, bởi vì là nó đang xảy ra một cái mô hình được gọi là mô hình tam giác tăng ở trên khung thời gian ngày. Đó là các bạn thấy rằng đây là cái mô hình mà nó thể hiện cho một cái lực ép lên giá của phe mua. Các bạn thấy rằng là nó hình thành bằng những cái đáy sau nó cao hơn đáy trước này, và đỉnh sau nó cao hơn đỉnh trước, nhưng mà cái vùng kháng cự này nó đang bị chặn lại, được coi là nó bị chặn bởi phe bán, và nó liên tục nó tạo nên những cái cú full breakout, tức là những cái cú phá vỡ giá ha. Và cái đợt bán tháo hôm qua nó đã đóng đánh ngày bằng một cái nến giảm với cái thân nến dài ha các bạn, nhưng mà volume giao dịch các bạn thấy là nó không có, được coi là không có đáng kể, không có sự nổi bật so với lại cái những cái cây nến mà bán tháo ở ngày 19 tháng 5 ở năm nay ha, ngày 19 tháng 5 năm nay. Và các bạn thấy rằng là cái đợt bán tháo này có volume là nó nhỏ hơn nhiều so với lại những cái volume của cái nến này ha. Cho nên các bạn thấy đó, thì cái volume giao dịch nó đang phản ánh rằng là phe bán hôm qua nó không có cái lực bán mạnh bằng cái những cái đợt bán tháo trước đây. Ok, và các bạn thấy rằng trong một cái mô hình tam giác tăng mang chiều hướng là tăng giá như thế này á, nếu mà Bitcoin nó có một cái đợt phá mạnh lên, nó phá mạnh lên thì nó sẽ tăng rất là mạnh, bởi vì là cái chiều cao của cái mô hình tam giác tăng này nó sẽ là một cái mức target của cái của Bitcoin trong thời gian sắp tới ha. Các bạn thấy đó, thì cái mô hình này có khả năng là nó, nếu mà nó breakout lên phía trên thì nó sẽ tăng lên hơn 100.000, mình nghĩ là như vậy. Ok, và các bạn thấy rằng là khả năng á, đây chính là một cái nhịp rũ bỏ, khả năng cao nó đã hoàn tất rồi các bạn. Ok, và những cái chỉ báo on chain ấy, thì nó vẫn chưa cho thấy là cái tín hiệu thị trường đi vào cái trạng thái là quá quá bán ha, trạng thái over, và khả năng cao là cái nhịp rũ bỏ này của thị trường đã hoàn tất, như là trong các cái cập nhật mới nhất của mình ở trong Telegram hôm qua và hôm nay thì mình cũng đã có mua thêm khá là nhiều các cái đồng on coin tiềm năng và có cái vùng mua khá là tốt ha. Đây đây là cái bài mà cập nhật mới nhất của mình ở trong channel Telegram miễn phí ha. Cái đường link tham gia channel Telegram miễn phí này mình sẽ để đường link ở dưới phần bình luận của video này nhé. Ok, và các bạn thấy rằng là thị trường hiện tại cái tâm lý đám đông vẫn đang là ở cái mức đó là 21, chỉ là ở mức 21 thôi ha, cho thấy là thị trường đang cực kỳ sợ hãi ha các bạn. Và đây chính là cái thời điểm mà chúng ta nên hành động, tức là chúng ta nên, nếu chúng ta tin tưởng vào thị trường nữa, nó sẽ tăng trong thời gian sắp tới, cũng như là các chỉ báo on chain ấy, nó vẫn chưa cho thấy là thị trường đi vào trạng thái là over, cho nên là chúng ta, nếu chúng ta vẫn còn USDT, chúng ta có thể DCA trung bình giá thêm ha. Và tất nhiên là những cái phân tích của mình chỉ mang là tính chia sẻ quan điểm cá nhân và không phải lời khuyên đầu tư tài chính ha các bạn. Ok, và đây là một cái được coi là một cái mức chỉ số mà các cái đồng altcoin và tâm lý thị trường đang ủng hộ cho một cái đợt gia tăng sắp tới của Bitcoin và thị trường crypto trong thời gian sắp tới, đặc biệt là trong tháng 12 này là tháng cuối năm, tháng cuối của một năm và tháng cuối của một quý luôn các bạn, và thời điểm đó thì thị trường tài chính, các thị trường tài chính nó sẽ biến động rất là mạnh. Ok, trên khung thời gian 4 giờ thì mình nghĩ rằng là khả năng cao Bitcoin nó sẽ có một cái đợt sóng hồi tăng trong thời gian là ngắn và trung hạn, bởi vì là ở trên khung thời gian 4 giờ sau khi mà Bitcoin nó giảm về cái vùng hỗ trợ phía bên này á, đó là vùng 54.400 ha, 54.400 thì nó hình thành nên một cái setup, đó là setup phân kỳ đáy, mà phân kỳ đáy này là phân kỳ đáy rộng ha các bạn, phân kỳ đáy rộng bởi vì là giá liên tục tạo những cái đáy sau nó thăm đáy trước này, nhưng mà RSI và AO thì nó tạo những cái đáy sau nó cao hơn đáy trước, và trên khung thời gian 4 giờ này mình đánh giá đây là một cái khung thời gian trung hạn, cho nên là mình nghĩ là khả năng cao Bitcoin nó sẽ có khả năng nó sẽ hồi lên đến cái cạnh trên của cái được gọi là cái kênh giảm giá này ha các bạn. Sóng nó đang chạy như thế này, nó giảm xong rồi nó hồi lên, nó giảm tiếp, nhưng mà khúc này á, nó chưa có tạo nên một cái phân kỳ đáy nào ha, và hiện tại thì nó đã tăng lên một nhịp và nó rơi rất là mạnh trong hôm qua, thì hiện tại thì nó đã tạo một cái đáy sau nó thấm đáy trước nữa, và nhưng mà RSI thì nó không có tạo những cái đáy sau nó thấp đáy trước mà nó tạo những cái đáy sau nó cao đáy trước như thế này ha các bạn, cho thấy là áp lực bán nó không có mạnh và nó không có đủ sức để nó đẩy RSI giảm xuống tạo cái đáy sau thấp hơn ha. Và chỉ báo động lượng AO nó cũng như vậy, nó cũng giảm nhưng mà nó không có tạo được cái đáy sau nó thấp đáy trước, cho thấy là lực bán nó không có đủ mạnh để nó đẩy cho cái những cái chỉ báo động lượng này nó tạo cái đáy sau nó thấp hơn đáy trước ha.
Ok, thì đó là cái view của mình. Và khung thời gian 4 giờ này nè, nó cần phải, giá Bitcoin á, nó phải cần phải vượt qua cái vùng 59.800 đô này. Chính là cái vùng mà được coi là cái vùng lý thuyết đao trong thời điểm hiện tại của Bitcoin. Nó cần phải break out lên phía trên thì nó mới trở lại cái xu hướng tăng. Còn trong ngắn và trung hạn thì hiện tại nó vẫn đang nằm trong xu hướng giảm. Và có những cái tín hiệu, những cái dấu hiệu cho thấy là Bitcoin nó sẽ có những cái đợt sóng tăng hồi phục ha. Thì đây là những cái dự báo trong khung thời gian ngắn và trung hạn, khung thời gian 4 giờ các bạn. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ xem qua các cái data on-chain. Thì trước khi đi vào data on-chain thì về cái biểu đồ vốn hóa thị trường á, các bạn thấy thì sóng hiện tại nó đang chạy như thế này, sóng tăng, sóng 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 hồi phục. Các bạn thấy là đây là một cái con sóng tăng, sóng sóng điều chỉnh, sau đó nó tăng tiếp và nó sau khi mà nó break out khỏi cái vùng kháng cự, các cái vùng kháng cự mà nó thiết lập nên những cái đỉnh sau, nó cao đỉnh trước á, thì sẽ có những cái đợt sóng điều chỉnh. Và những cái đợt sóng điều chỉnh này khả năng chỉ là những cái đợt sóng mà nó thử lại, nó xem thử ở đây có một cái lực mua lên hay không. Và các bạn thấy rằng là cái vùng lý thuyết đao trong một cái xu hướng tăng á, chính là vùng 1.895%, xin lỗi các bạn, đó là 1.895 tỷ đô, nó vẫn chưa có bị phá thủng ha, cho nên xu hướng chính của thị trường vẫn đang là xu hướng tăng chứ nó chưa có đi vào cái xu hướng downtrend này các bạn. Cho nên là những cái vị thế mà chúng ta đã có ở những cái vị thế spot á, đang hold, các đồng coin đang hold thì chúng ta nên mua thêm và mua trung bình giá ra chứ không nên cắt lỗ trong thời điểm hiện tại ha các bạn. Ok, và các mức target của mình thì mình vẫn để như cũ, đó là 3.3, 3.7 và 5.000 tỷ đô. Ok, thì đó là cái view của mình. Và cái data on chain thì nó chưa có đi vào trạng thái over, đó là chúng ta thấy rằng là cái số lượng Bitcoin, là cái nguồn cung Bitcoin dự trữ trên sàn á, trên các cái sàn giao dịch á, nó vẫn đang liên tục nó giảm mạnh như thế này, cho thấy là lực bán, áp lực bán tiềm năng ở trên sàn nó không có còn nhiều ha, nó liên tục giảm và nó tạo nên một cái tình trạng là khan hiếm của Bitcoin trên sàn. Và đây cũng là một cái dấu hiệu mà cho thấy là Bitcoin nó có khả năng, nếu nó hồi phục lên, nó phá được cái xu hướng giảm trong khung thời gian 4 giờ mà mình đã phân tích, thì nó bắt đầu nó tăng rất là mạnh luôn các bạn. Và khung thời gian ngày nó có một cái mô hình tam giác tăng này, nếu mà nó phá lên thì nó tăng cực kỳ mạnh luôn đó các bạn. Và khả năng trong tháng 12 thì mình kỳ vọng là cái mô hình này nó sẽ pump rất là mạnh. Ok, và các bạn thấy đó, thì mỗi lần mà cái tỷ lệ dự trữ Bitcoin này nó giảm á, thì Bitcoin nó cũng sẽ có những cái đợt sóng tăng ha. Cho nên chúng ta cần lưu ý khi mà cái tỷ lệ dự trữ nó giảm xuống này thì giá Bitcoin nó liên tục tăng. Hiện tại thì các bạn thấy là khi mà nó giảm liên tục như thế này thì con sóng tăng nó đã xảy ra, và khả năng sắp tới nó cũng xảy ra một cái đợt sóng tăng liên tục như vậy ha. Ok, và hôm qua thì các bạn thấy là có một lượng 1.852 Bitcoin được nạp lên những cái sàn giao dịch spot để xả hàng ha, phần lớn là để xả hàng. Và mình nghĩ rằng là cái đợt này nó được coi là nó không có bán tháo mạnh, bởi vì là chỉ có 1.852 Bitcoin được nạp lên sàn spot thôi, chứ nó không có một cái lượng lớn Bitcoin được nạp lên như vậy ha. Như thế này thì nó xả một phát thì nó xuống đáy luôn này, cũng như là khúc này nó nạp lên rất là mạnh và nó xả xuống này giảm luôn giá của Bitcoin ha các bạn. Ok, và các bạn thấy rằng là cái chỉ tỷ lệ open interest, tức là những cái hợp đồng long và short ở trên thị trường á, nó vẫn đang ở trong một cái được coi là nó trong một xu hướng tăng và nó có tính là tương quan với giá của Bitcoin. Và các bạn thấy là khi mà chỉ số này nó tăng á, khi chỉ số này nó tăng này thì giá Bitcoin cũng sẽ tăng, và khi chỉ số này nó giảm thì giá Bitcoin cũng sẽ giảm ha. Và các bạn thấy là hiện tại thì nó đang đi ngược một tí, và mình nghĩ đây là một cái nhịp sóng rũ bỏ của các nhà đầu tư ngắn hạn ha, nhà đầu cơ ngắn hạn đang rũ bỏ các nhà đầu cơ ngắn hạn đó. Các bạn thấy đó, thì khi mà cái open interest này nó bắt đầu nó tăng nhưng mà giá Bitcoin nó giảm thì khả năng mà hồi phục của giá của Bitcoin nó sẽ khá là cao, bởi vì là cái chỉ số này và giá của Bitcoin nó có một cái tính tương quan rất là lớn, cho nên chúng ta thấy rằng là khả năng Bitcoin nó sẽ có những cái nhịp sóng hồi phục lên phía trên sẽ khá là cao. Ok, và hôm qua thì các bạn thấy rằng là tổng những cái số lượng stablecoin nạp và rút lên các cái sàn giao dịch á, thì hôm qua thì nó dương 644 triệu đô. Có 644 triệu đô hôm qua đã được nạp lên sàn, và bắt đầu là có những cái dấu hiệu là bắt đáy và thu gom thêm những cái đồng altcoin và Bitcoin trong hôm qua ha. Và cái mức giá hôm qua thì nó rất là tốt, cho nên là mình nghĩ rằng là số lượng dòng net flow của stablecoin hôm qua 644 triệu đô này phần lớn là để mua những cái được coi là bắt đáy ha các bạn. Ok, và các bạn thấy rằng là hiện tại thì cái tỷ lệ dự trữ stablecoin trên sàn thì nó đang được coi là nó đang bắt đầu nó tăng lên trong hôm qua, bởi vì là khi mà số lượng giá Bitcoin nó giảm và tỷ lệ này nó tăng lên, tức là có một lượng lớn Bitcoin và altcoin đã được bán cash out ra
bằng cash out ra để nắm giữ stablecoin ha. Cho nên là cái tỷ lệ dự trữ này nó tăng lên và giá Bitcoin nó giảm. Ok. Và điều này nó cũng chưa cho thấy là cái lực bán nó mạnh này các bạn. Hiện tại thì mình thấy lực bán nó khá là yếu. Và các bạn thấy này, đây là cái chỉ số open interest mà trước đó mình đã có phân tích rồi, là khi mà chỉ số này nó giảm thì giá Bitcoin nó cũng sẽ giảm. Và hiện tại thì các bạn thấy là khi mà chỉ số này nó tăng nhưng mà giá Bitcoin nó lại liên tục giảm, thì cho thấy là một cái sự phân kỳ, và sự phân kỳ này nó sẽ kéo theo một cái động lượng, được gọi là động lượng tăng của Bitcoin trong thời gian sắp tới ha. Khả năng là nó sẽ diễn ra trong tháng 12, và mình nghĩ rằng là tháng 12 là một cái tháng mà nó có biến động về tài chính rất là mạnh ở trên các cái thị trường tài chính. Và khả năng mà đến ngày trước lễ Giáng sinh và trước lễ Tết Dương lịch đó, ở bên phương Tây á, thì lúc đó thì sẽ có những cái đợt xả hàng rất là mạnh. Cho nên chúng ta thấy rằng từ ngày 1 cho đến ngày 20 tháng 12 thì lúc đó thị trường nó sẽ bùng rất là mạnh, và các bạn cùng đón xem ha. Ok, thì nó đang tạo nên một cái sự phân kỳ như thế này, và mình rất là kỳ vọng, bởi vì là có rất là nhiều cái tín hiệu cho thấy rằng là Bitcoin nó sẽ đi vào một cái con sóng tăng trong thời gian sắp tới. Ok, và Bitcoin đi trong thời gian ngày thì các bạn thấy rằng là nó đang đi theo những cái nhịp mà mình đang vẽ ra ha. Mặc dù hôm qua nó đóng nến là một cây nến giảm với cái thân nến dài ha, với cái thân nến rất là dài. Nhưng mà mình nghĩ rằng là với cái lượng volume giao dịch như thế này á, nó không có chứng tỏ cho cái việc đó là cái lực bán nó mạnh đâu. Bởi vì là các bạn thấy này, những cái cây nến mà nó có cái thân nến khá là nhỏ, nhỏ hơn rất là nhiều so với cây nến này. Nhưng mà volume giao dịch của cây nến này thì nó cao hơn rất là nhiều ha. Cho thấy là hiện tại thì cái lực bán trong hôm qua nó không có là gì, nó không có là gì ha. Và đây khả năng cao chính là những cái nhịp rũ bỏ mà mình đã vẽ trước đây, nó rũ bỏ và nó chạm đúng cái đường trendline tăng mà mình đã có phân tích trong các video trước ha. Cho nên các bạn thấy là khả năng cao cái nhịp sóng sắp tới sẽ là một cái nhịp sóng tăng rất là tốt cho thị trường. Và hiện tại thì mình vẫn đang mua thêm rất là nhiều các đồng altcoin tiềm năng ha. Ok. Và Bitcoin trong không thời gian ngắn hạn thì các bạn thấy là sau cái đợt xả hôm qua thì nó đã thủng những cái vùng lý thuyết đao tăng trong không thời gian ngắn hạn, tức là không thời gian 1 giờ. Và hiện tại thì nếu các bạn đang trade thì chúng ta hạn chế ha, chúng ta hạn chế trade, bởi vì là hiện tại xu hướng trong ngắn hạn của Bitcoin đang là xu hướng giảm, cho nên chúng ta hạn chế trade long, và để coi là chúng ta trade thuận theo xu hướng, đó là trade short đối với Bitcoin ha, trong ngắn hạn đó là không thời gian 1 giờ. Ok, và những cái cập nhật của mình hàng ngày trên channel Telegram thì các bạn có thể là vào và đọc ha. Và chúng ta có thể thấy rằng là những cái tín hiệu sắp tới của Bitcoin trong một cái đợt sóng tăng nó đang rất là rõ. Cho nên là hiện tại thì nếu như mà các bạn muốn thoát thoát khỏi thị trường và nếu không tin tưởng vào thị trường nữa, chúng ta sẽ cần chờ một cái đợt sóng hồi lên để chúng ta thoát ha. Đó là những đối với những bạn mà chúng ta không tin tưởng vào thị trường nữa. Còn những bạn mà tin tưởng vào thị trường và tiếp tục follow mình á, thì tiếp tục hold thôi ha. Và tất nhiên là những cái video của mình là chỉ mang quan điểm là chia sẻ cái quan điểm cá nhân của mình và không phải là khuyên đầu tư tài chính ha. Mình phân tích như thế nào thì mình sẽ nói như thế và như vậy, và mình đầu tư như thế nào thì mình sẽ chia sẻ như vậy ha. Ok, và video này của mình đến đây kết thúc, và hy vọng là mình đã mang đến những cập nhật bổ ích dành cho các bạn. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy dành 5 giây để nhấn like, subscribe, ủng hộ cho kênh mình ha. Và ngoài những cái video phân tích cập nhật thị trường hàng ngày á, thì mình cũng có làm thêm những cái video mà kiến thức cho những người mới, và các bạn có thể xem ở trên kênh YouTube của Mojang ATM ha. Và để chúng ta nâng cao thêm các khả năng mà trading và đầu tư và hạn chế các khả năng mà chúng ta mất tiền. Và các bạn cũng có thể là comment những cái đồng altcoin mà các bạn đang hold và muốn phân tích ở trong video sau ở dưới phần bình luận video ha. Ok, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn và các anh chị ở trong các video sắp tới.